Vâng, tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng, trong video ngày hôm nay. Thì câu hỏi cuối cùng này là của anh Quang Hùng ở thành phố Hồ Chí Minh, có gửi câu hỏi tới Phong Thủy Thái Nguyên như sau. Em chào thầy. Thầy cho em hỏi, em sinh năm 1983, vợ em sinh năm 1990, con trai lớn 2010, con trai út là 2012, thì nên ở nhà hướng nào làm ăn thuận lợi, nhanh giàu hơn ạ? Em đang ở nhà hướng Bắc ạ. Em cảm ơn thầy nhiều ạ. Vâng, cảm ơn anh Tài, cảm ơn anh Quang Hùng. Câu hỏi của anh rất là trực diện đúng không ạ? Giống như một cú sút penalty vào thẳng luôn cái mong muốn đó là làm thế nào để ở cái hướng nào đó là làm ăn thuận lợi và nhanh giàu đúng không ạ? Điều này là điều dễ hiểu thôi, bởi vì là bất cứ ai mong muốn rằng là lựa chọn mảnh trạch đất thì nó phải là phù hợp với các thành viên gia đình, nó phải phù long tương chủ, nó phải là phát triển ra những cái sự thuận lợi trong làm ăn đúng không ạ? Và giúp kinh tế chúng ta trở nên tốt hơn. Đây là một trong những cái mong muốn hoàn toàn hợp lý. Xin thưa anh Hùng, đó là phần thông tin anh đưa ra, đó là anh sinh năm 1983 Quý Hợi, vợ anh là 1990 Canh Ngọ và con trai lớn là 2010 là Canh Dần, con trai út là 2012 Nhâm Thìn, thì nên ở nhà hướng nào hợp đúng không anh? Đấy, thế thì câu trả lời với anh như sau. Với thông tin tuổi các thành viên gia đình anh như thế thì anh Quang Hùng, anh có thể lựa chọn cái trạch đất đó là hướng Đông Bắc hoặc là hướng Bắc thì nó cũng khá là hợp với các thành viên gia đình anh. Đấy, đặc biệt là với tuổi của anh thì nó sẽ phù hợp với lại cái hướng này, đặc biệt hơn nữa là anh lựa chọn cái được cái hướng Bắc thì nó cũng sẽ hợp hơn với lại cái tuổi của anh, và đặc biệt là bé trai 2012 Nhâm Thìn đúng không ạ? Thì lựa chọn cái trạch đất hướng Bắc hoặc hướng Đông Bắc thì nó cũng sẽ rất là tốt. Cái kiến thức này mà Đức Trung đưa ra nó thuộc về kiến thức của Tam Hợp Phái Chính Tông, chứ nó cũng không phải là dựa trên những cái nguyên lý như là tuổi ngũ quỷ rồi sinh khí rồi diên niên được phục vị họa hại gì cả, hay là chọn mấy cái hướng đấy, nó không phải như vậy đâu. Bởi vậy cho nên rằng là anh cũng không có phải lo nhé. Anh lựa chọn cái trạch đất hướng Bắc hoặc hướng Đông Bắc thì cũng sẽ rất là tốt. Tuy nhiên một câu chuyện bàn đến với các câu chú anh chị như này, thường là cái tư duy của chúng ta nó xoay quanh cái việc chúng ta chỉ chọn mỗi hướng, là cứ nghĩ rằng là được hướng là ok tất cả. Tuy nhiên việc này nó không phải. Cái việc hợp hướng nó là một chuyện, nhưng mà đẹp phong thủy nó quan trọng hơn. Trong phong thủy đó, chúng ta xét đến yếu tố là hợp cục hợp long, đắc cục đắc vận, nó rất là quan trọng. Cái việc mà chúng ta xét những yếu tố là như Đức Trung có đưa lời khuyên là anh chọn hướng Bắc hoặc là hướng Đông Bắc, thì ở đây chúng ta mới chọn yếu tố là đắc long. Nhưng cái việc mà đắc vận và đắc thủy hay không nó quan trọng khác, nó là câu chuyện khác. Đắc vận ở đây để làm gì? Đắc vận là chúng ta xét yếu tố vận khí lưu liên từng năm để chúng ta quyết định rằng là cái hướng nhà của anh chị có làm được nhà hay không. Ví dụ như là chúng tôi tư vấn cho anh chị là chọn hướng Bắc hoặc hướng Đông Bắc. Rất nhanh sau khi nhận được lời tư vấn thì các anh chị mua ngay nhà hướng Bắc và động thổ ngay xây nhà năm 2020 này thì chắc chắn là không có được. Tại vì hướng Bắc đó là hướng mà năm nay chúng ta biết là Thái Tuế đến hướng đúng không ạ, và Tam Sắc đến tọa, chúng ta tuyệt nhiên không thể xây được cái nhà hướng Bắc này. Do đó rằng là đắc long rồi đắc vận hay không nó làm yếu tố vận khí từng năm chúng ta xét. Đắc thủy thì lại do cái việc chúng ta khảo sát để xem yếu tố về thủy pháp, về cục của nó như thế nào, đối với việc nó có được thu được yếu tố về tiên tri đắc lợi hay không, chúng ta lại cần phải khảo sát thì nó mới ra được. Bởi vậy cho nên rằng là không có một cái lý thuyết nào đối với cái yếu tố rằng là ở cái nhà này tôi sẽ nhanh giàu hay là nhanh thuận lợi cả. Tất cả nó đều phải căn cứ dựa trên việc khảo sát thực tế nó mới ra được, anh Quang Hùng ạ. Bởi vậy cho nên rằng là khuyên anh thì vẫn lựa chọn được hướng Bắc hoặc hướng Đông Bắc. Còn đầu xây nhà hướng Đông Bắc và hướng Bắc như nào chúng ta lại cần phải xét tiếp. Rồi là cái đấy nó có đẹp hay không thì phải đi khảo sát thì mới ra được nhé. Đấy, hiện tại thì anh đang ở nhà hướng Bắc. Hiện tại anh đang ở nhà hướng Bắc thì tốt rồi anh Hùng ơi. Hiện tại anh đang ở nhà hướng Bắc thì cũng rất là tốt. Tuy nhiên rằng là hướng Bắc anh cũng không có nói là hướng là bao nhiêu độ, vì rằng hướng Bắc chúng ta biết rằng là bao gồm ba sân hướng là Nhâm Tý Quý. Nó có giải độ từ 337,5 độ cho đến 22,5 độ. Thì mỗi một sơn hướng này nó trải dài 15 độ, tức là Nhâm, Tý và Quý, thì không biết là anh đang ở nhà hướng nào đúng không ạ? Thì anh đo được cụ thể thì chính xác hơn. Anh dùng ứng dụng La Bàn Việt để anh đo đi, để xem rằng là nó có vào cái sơn hướng cụ thể nào, để quyết định rằng là xem là thứ nhất là luận giải những yếu tố về thiên khí năm đấy nó có được tốt hay không. Nếu như cái nhà anh đang ở và vẫn anh tiếp tục ở thì chúng ta luận giải tiếp vào cái yếu tố thiên khí năm đấy là như thế nào. Rồi là tiếp nữa, nếu như anh có mong muốn anh xây dựng lại thì tôi lại phải tư vấn cho anh là xây dựng vào năm 2020 hay là 2021 vượng hơn. Ví dụ anh lại muốn động thổ, anh thấy cái nhà cũ rồi muốn động thổ, anh đập đi anh xây năm 2020 này thì không nên, vì giờ hướng Bắc nó phạm Thái Tuế và phạm về Tam Sát đáo đến phương Nam, do đó xây cái nhà hướng Bắc năm 2020 nó không có được tốt. Đấy, thì khuyên anh là anh xây năm khác, viện năm 2021 thì xây tốt hơn. Còn lại thì bảo là thuận lợi và nhanh giàu á, thì anh ở nhà hướng Bắc này thì tốt đấy. Nhưng mà cái việc mà ví dụ chẳng hạn anh ở nhà hướng Bắc này mà nó chưa thuận và chưa giàu thì có lẽ là do yếu tố phong thủy phải khảo sát. Ví dụ chẳng hạn khảo sát ra yếu tố đại cục, yếu tố về đường đi lối lại ngã ba ngã bảy nó ra làm sao, xong rồi rằng là yếu tố về nội cục bên trong nữa, nội cục bên trong nữa ở cái nhà hợp hướng nhưng mà xấu phong thủy thì còn tệ, rất là tệ. Ví dụ chúng ta xét tham hiểm 10
Anh ở cái nhà hợp hướng như số phong thủy thì có khi nó tụt về không, có khi còn âm điểm. Vì rằng là chúng ta đang hợp cái xấu, đúng không ạ? Đấy, phong thủy mà nó xấu mà chúng ta đang hợp cái hướng đấy nữa thì chúng ta đang hợp cái xấu, xấu rất nhiều. Giống như cái việc mà chúng ta cố gắng lựa chọn một cô con dâu. Cô này thì hợp tuổi với con trai mình nhưng mà lại xấu người, xấu nết nữa. Thì rõ ràng nếu con trai mình đang hợp với lại một người rất xấu. Đấy, cho nên rằng là ở một cái nhà mà nó không được vượng long với thành viên gia đình nhưng mà đẹp phong thủy thì có khi nó còn được 5, 6, 7, 8 phần. Đấy, chứ đâu rằng là ở cái nhà mà hợp long nhưng mà lại xấu nữa thì số phong thủy nó còn nguy hiểm nữa. Số phong thủy ở đây là chúng ta xét yếu tố tổng quan bên ngoài bên trong. Ví dụ chẳng hạn là đường đi lối lại ngã ba ngã bảy xung quanh như thế nào, tác động đến yếu tố phong thủy cái nhà như thế nào. Rồi yếu tố về cổng cửa nữa, ví dụ xây nhà ống thì chắc chắn chỉ có một cổng thôi thì không nói làm gì. Nhưng mà xây nhà rộng là nhà vườn thì đặt cái nhà ở đâu trên đất rất quan trọng, cái cổng mở ở đâu nó quan trọng nữa. Ví dụ chẳng hạn đặt cái nhà trên đất rồi trổ cái cổng sai thì vẫn ăn trưởng, là vẫn xấu. Vẫn xấu. Xong rồi cái việc mà nội cục bên trong nhà nữa, cái việc cầu thang đặt đâu, đấy, rồi là bể phốt đặt đâu, rồi là bếp, nhà vệ sinh, phòng ngủ, phòng thờ như thế nào nó cũng rất là quan trọng. Đấy, anh chị mà đặt cầu thang sai thì cũng như là sai cả nhà. Đấy, do đó nó cũng không có được tốt. Đấy, mà cái việc này thì chắc chắn cần phải khảo sát thì mới có thể cụ thể được. Thì anh chị vui lòng là có thể là một là có thể gửi cái bản vẽ công năng mặt bằng của nhà anh chị này. Cái thứ hai là tọa độ GPS, cái thứ ba là năm sinh các thành viên gia đình gửi qua tin nhắn Zalo của các đội ngũ trợ lý, hoặc là cũng thể là bình luận ở dưới phần bình luận số điện thoại để chúng tôi có thể tư vấn lại kỹ hơn, hoặc là anh chị cũng có thể gọi điện đến số 1900292 bấm nhanh số 2 để nhận sự tư vấn, hoặc có thể đến trực tiếp văn phòng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh thì đều có những đội ngũ trợ lý nắm vững chuyên môn để tư vấn cho nhà anh Quang Hùng dễ hơn. Anh ở Thành phố Hồ Chí Minh thì anh có thể ghé qua 778 Sạc Lâm, đường Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận để gặp đội ngũ trợ lý trong đó thì các bạn cũng sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh. Anh nhớ mang theo là bản vẽ công năng mặt bằng này, hướng nhà là bao nhiêu độ anh đo cụ thể hướng bắc, với lại là năm sinh các thành viên thì dựa trên đấy thì chúng tôi mới có thể tư vấn cho anh là cái nội cục bên trong có tốt hay không. Rồi nếu như anh lấy được cái tọa độ GPS ở chỗ cách cục đất anh nữa thì chúng ta phải xem được yếu tố về đường đi lối lại, yếu tố thủy pháp như thế nào, mạch miếc nó ra làm sao thì mới có thể là tư vấn cho anh được anh ở cái nhà này có vượng hay không, vượng trong bao lâu và nên thay đổi như thế nào, đúng không ạ? Đấy, cùng lắm chúng ta đập đi chúng ta xây lại. Đấy, thì xây lại thì có cơ hội chúng ta làm một cách rất là tốt hơn, từ ban đầu thì nó sẽ rất là tốt nhé. Cảm ơn anh Quang Hùng. Vâng. Cảm ơn anh Đức Trung. Thì đối với cái câu hỏi của anh Quang Hùng thì anh Đức Trung đã trả lời khá là cặn kẽ rồi. Về cái việc mà để mà làm ăn thuận lợi hay là ở trong một cái nhà nó cách cục nó tốt ý, thì nó có nhiều yếu tố. Ngoài cái phần vận khí của đất ra, liên quan đến vấn đề phong thủy chung quanh và liên quan đến cái vận khí chính là cái tuổi của anh nữa. Vậy nên là nhiều yếu tố như vậy nó tác động vào cùng thì mới đưa ra được một cái kết luận là nó thuận lợi hay không. Vậy nên là anh Quang Hùng sẽ bên trợ lý của chúng tôi sẽ liên hệ để hỗ trợ anh Hùng cụ thể hơn. Cảm ơn cô chú và các anh chị đã theo dõi kênh tư vấn hồ sơ phong thủy của Phong Thủy Tam Nguyên chúng tôi. Để mà nhận được những lời tư vấn kỹ hơn về vấn đề thắc mắc của chính bản thân cô chú và anh chị thì hãy đặt những cái câu hỏi kèm theo số điện thoại và để đội ngũ tư vấn liên hệ cụ thể, hoặc cô chú anh chị có thể liên hệ tới tổng đài 1900292 để đội ngũ trợ lý có thể là tư vấn trực tiếp.